Đây là câu chuyện về một gia đình người Ukraine vừa được cứu giúp đoàn tụ. Một người mẹ mang thai 8 tháng được giải cứu khỏi Bakhmut, thành phố đang bị vây hãm. Nhưng đứa con gái 6 tuổi của cô phải ở lại với ông bà và bà cố. Phóng viên của Reuters có mặt ở đó khi cảnh sát đi tìm họ 2 ngày sau đó. Đội di tản tự gọi mình là những thiên thần trắng. Đây là bé Arina. Cảnh sát hỏi em đang sống với ai? Em nói sống với ông bà. Có em nhỏ nào khác mà em có thể chơi cùng không? Không. Nhiệm vụ này đầy rủi ro. Tiếng bùm đó là một vụ nổ. Đã đến lúc phải đi. Và Arina bắt đầu khóc. Các chú cảnh sát phải dỗ dành em một chút. Lại có thêm những vụ nổ khác khi em đội mũ bảo hiểm lên. Còn bà cố thì sao? Em hỏi. Ba cũng sẽ đi cùng. Những người khác thì ở lại. Thật là khó khăn. Em mặc áo giáp nhỏ dành cho trẻ em. Có chữ trẻ em viết trên đó. Đây là một thực tế của chiến tranh. Tới lúc gặp mẹ rồi. Bây giờ chúng ta đang ở thành phố Slovyansk. Người mẹ tên Halina Danilchenko đang cảm ơn cảnh sát. Arina nói rằng một quả đạn pháo phát nổ trong sân nhà của họ. Mẹ em rất lo lắng. Pavlo Diachenko là sĩ quan thông tin của sở cảnh sát Bakhmut và là thành viên của những thiên thần trắng. Ông nói, khoảng 200 em nhỏ vẫn đang ở Bakhmut, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm gặp những gia đình vẫn còn ở đó và nói chuyện với họ, cố gắng thuyết phục họ đồng ý di tản. Cả gia đình hoặc những em nhỏ. Vì trẻ em phải sống trong một môi trường hòa bình. Hàng triệu người như thế này đã thất tán ở Ukraine. Cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra vô cùng ác liệt.